giường, bè ngã lăng và đập vào đầu. Mama phun zombie và được zombie nói: mấy bé quái vật không được nhảy trên giường. Ui, quái vật nhảy chơi ở trên giường. Ui, quái vật ngã lăng đập vào đầu. Bốn quái vật con cùng nhảy trên chiếc giường, bè ngã lăng và đập vào đầu. Phù thủy mama kêu và phù thủy nói: mấy bé quái vật không được nhảy trên giường. Ui, quái vật nhảy chơi ở trên giường. Ui, quái vật ngã lăng đập vào đầu. Ba quái vật con cùng nhảy trên chiếc giường, bè ngã lăng và đập vào đầu. Mama gọi cho ông mà cà rồng ông nói: mấy bé quái vật không được nhảy trên giường. Ui, quái vật nhảy chơi ở trên giường. Ui, quái vật ngã lăng đập vào đầu. Hai quái vật con cùng nhảy trên chiếc giường, bè ngã lăng và đập vào đầu. Mama gọi cho ông là ông ma sói. Mấy bé quái vật không được nhảy trên giường. Ui, quái vật nhảy chơi ở trên giường. Ui, quái vật ngã lăng đập vào đầu. Một quái vật con cùng nhảy trên chiếc giường, bè ngã lăng và đập vào đầu. Bộ xương mama kêu và bộ xương nói: mấy bé quái vật không được nhảy trên giường. Ui, quái vật nhảy chơi ở trên giường. Ui, quái vật ngã lăn đập vào đầu. Wendy, con có thể xuống tầng hầm lấy cho mẹ một ít khăn sạch được không? Nhưng mẹ ơi, tầng hầm thật ma quái, nếu có quái vật ở dưới đó thì sao? Đừng ngốc, Wendy, đó chỉ là do trí tưởng tượng của con đang đánh lừa con đấy. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, dũng cảm lên đi, mạnh mẽ lên đi, hãy nói với tôi rằng chẳng có đâu. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, quái vật thôi. Điều đó thật đáng sợ. Chúng ta hãy tiếp tục. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, quái vật ở bóng tối. Gì ở đó, gì ở đó, phù thủy phải không? Cặp mắt sáng nhọn ở mũi. Ôi chờ, chúng ta đã vượt qua. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, quái vật ở bóng tôi. Gì ở đó, gì ở đó, là xác ướp đấy. Bò ở trên, sàn ở kia. Ủa chờ, chỉ là thỏ bên đi. Một chú thỏ không đáng sợ. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, quái vật ở bóng tôi. Gì ở đó, gì ở đó, là sói phải không? Nhưng chiếc răng mặc lắm lông. Ô chờ, cái kệ thôi mà. Sách không làm tớ sợ đâu. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, quái vật ở bóng tôi. Gì ở đó, gì ở đó, là con cú đêm. Cặp mắt của mẹ. Tớ đã tìm thấy những chiếc khăn cho mẹ. Hãy
nhảy lên lầu lấy kẹo nào. Yeah! Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, bóng mình càng đam và dũng cảm, ở ngay căn hầm tôi rét căm. Quái vật trong bóng đêm, quái vật trong bóng đêm, con quái vật ở bóng tôi. Tớ nghĩ lối ra công viên là lối này. Tớ đoán là không. Chúng ta bị lạc à. Tôi hy vọng là không. Mẹ tôi sẽ phát điên lên nếu tôi không về nhà kịp cho bữa tối. Các bạn, cái gì vậy? Ở trên đó thấy không, có thứ chi đang bay trên trời. Ở dưới đây chẳng thấy thứ chi đâu khi xem trên trời. Nó thì thật là sáng bóng đáng sợ với răng thật là to ghê. Và khi chúng bay xung quanh ta hét lên: a à, thật sự ta mắt quá. Ồ họ bay ở đây, gì ở trong bóng tôi. Hãy xem anh cười, các kia không phải chú cá đáng sợ đâu mà. Một chú cá mập bay đáng sợ nhưng không đáng sợ lắm. Bây giờ mình đã thấy tất cả mọi thứ. Phía trên bàn của tôi có thứ chi đang bay trên trời. Chúng cứ bay xung quanh, bay lanh quanh ở trên trời xanh. Ôi thật là kỳ, ánh mắt tròn xoe khi ta vô tình nhìn vào. Và bay qua đây rồi anh nói ngạc nhiên. Ngạc nhiên chưa? Thật sợ cá mập quá. Ồ họ bay ở đây, gì ở trong bóng tôi. Hãy xem anh cười, cá kia không phải chú cá đáng sợ đâu mà. Phía trên cây cây có thứ chi đang bay trên trời. Xem ở phía dưới kia chú bơi theo làn gió. Ôi thật là kỳ khi mọi người nhìn và cho rằng mình thật tệ. Tôi hy vọng rằng chú cá mập bay không buồn. Cá mập bay cũng có tình thương, giống như bạn và giống như tôi. Mặc dù trong anh có vẻ xấu, anh không muốn như vậy đâu mà. Anh chỉ muốn bay quanh vòng quanh, quanh công viên, quanh thị trấn. Khi anh bay vào ban đêm, thư giãn đi, chẳng cắn đâu. Thật sợ cá mập quá. Ồ họ bay ở đây, gì ở trong bóng tối. Anh ấy dễ thương, cá kia không phải chú cá đáng sợ đâu mà. Hey guys. Chúc bạn Halloween vui vẻ. Tuyệt vời nếu bạn đang sợ hãi, chỉ cần giữ cửa sổ của bạn. Bạn không muốn bỏ lỡ sự diệu kỳ nỗi sợ hãi. Bạn nên giữ cho những anh đèn ta, nhưng mà không thể xem bạn được. Nhưng mang cược họ sẽ lại đến để tìm ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Halloween vui vẻ, bạn có cảm thấy vui không? Tôi có thể nhìn thấy bạn chuyển sang màu trắng vì những niềm vui. Chẳng gì làm ta phải sợ hãi, họ sẽ không cắn ngay cái đầu. Trừ khi bạn cảm thấy hung ác về đêm. Nào bạn hãy trốn dưới tấm ga đó, bởi bây giờ bạn chẳng thể giữ tiền. Nhưng mặt ngược họ sẽ lại đến để tìm ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Hãy tự hỏi Halloween có điều gì mà vui vậy? Hãy nhìn vào lũ quái vật đang cười kìa. Tuyệt vời nếu bạn đang sợ hãi, chỉ cần giữ cửa sổ của bạn. Bạn không muốn bỏ lỡ sự diệu kỳ nỗi sợ hãi. Và nên giữ cho những anh đèn tắt, những bóng ma không thể xem bạn được. Nhưng mặt ngược họ sẽ lại đến để tìm ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Chúc bạn Halloween vui vẻ. Thank you.
Có chừng Chubby-dubby-doo Rockin' Stone. Nhìn tôi đi trong đôi giày này, xem bước nhảy ở trong hàng này, chúng ta đang làm Rockin' Stone. Làm Rockin' Stone. Giờ về đẹp tí, giờ về đẹp đú, bắt đầu thôi xem này. Bước sang 2, bước đến 4, Rockin' Stone đang nhảy trên sàn. Làm Rockin' Stone. Xúc xích. Đừng như trẻ con vậy. Yeah, tớ muốn xem một vài con sứa phát sáng. Hãy hy vọng đó là tất cả chúng ta thấy. Bơi đi qua biển xanh trong đêm tối thật là ma quái. Ta sẽ thấy thứ chi, sợ hai chân trong mông đâu. Ôi nhưng chú cá kia sẽ không dễ dàng tìm được. Ôi không, âm thanh gì vậy? Cá zombie, cá zombie, zom ba bom bom ba bom. Cá mập ma, zom ba bom bom ba bom. Cá zombie, zom ba bom bom ba bom. Cá mập ma, zom ba bom bom ba bom. Bơi đi qua biển xanh trong đêm tối thật là ma quái. Các sinh vật thân thiện này đang trốn khỏi tầm nhìn. Trốn đi thôi, kẻ xấu ở quanh vòng quanh. Ô, âm thanh gì vậy? Macaron, cá mập macaron. Macaron, cá mập macaron. Macaron, cá mập macaron. Macaron, cá mập macaron. Macaron,
mới đi qua biển xanh trong đêm tối thật là ma quái. Sẽ không mong được gặp có thứ chi sẽ cắn chúng ta. À, đã đến lúc phải đi, chúng ta phải về nhà rồi. Ôi chờ, âm thanh gì vậy? Có một con cá mập phù thủy xuất hiện. Phù thủy ca, qua 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 qua. Phù thủy ca, qua 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 qua. Phù thủy ca, qua 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 qua. Phù thủy ca, qua 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 qua. Được rồi các bạn, tớ nghĩ hôm nay chúng ta đã nhìn thấy đủ những con cá mập đáng sợ. Kể cho tớ nghe về nó. Ô, nhìn kìa, đó là chú cá mập con, người bạn cũ tốt bụng của chúng ta. Cậu ấy có thể chỉ cho chúng ta đường về nhà. Cá mập con, bom 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 bom. Cá mập con, bom 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 bom. Cá mập con, bom 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 bom. Cá mập con, bom 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 bom. Cảm ơn cá mập con.